Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Cường Kiên Thân, mình là Cường Hàng Thùng. Và chúng ta sẽ quay trở lại clip vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh Cường Kiên Thân. Ngày hôm nay thì chúng ta đã đón một cái tin, đó là một cái đợt không khí lạnh tiếp tục tràn về miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Và nhiệt độ có thể lên đến 5 đến 7 độ. Và còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến với một sản phẩm để phục vụ cho mùa đông năm nay. Chúng ta sẽ đến một sản phẩm mà ở cái thời tiết đấy chúng ta cần và bắt buộc phải có sản phẩm đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lên với tất cả những con phao lông vũ hàng Đại Hàn, hàng giữ nhiệt, hàng lông vũ dành cho tất cả mọi người, với mã là mã từ C1 đến C30. Mình sẽ chỉ có 30 mã với giá 350.000. Thế nên anh em vui lòng nhanh tay săn vào lúc trưa này nhé. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Người Thân, Cường Hàng Thùng khám phá clip ngày hôm nay. Và ngày hôm nay sẽ chỉ có 30 mã thôi. Thế nên là anh em vui lòng nhanh tay giúp em nhé. Đầu tiên là mã C1, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Vivid. Và chúng ta sẽ đến với một con Made in Korea. Nó ở trên tem là nó có ghi gọi là thông tin về sản phẩm luôn, là Made in Korea ở trên này luôn. Một con lông vũ màu gọi là con này là màu xám. Thực ra là rất là dễ mặc dành cho tất cả những người nào form size từ 1m60. Con này thì là khóa bấm nhé, bấm, tất cả đều là bấm. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60 đến 65 thôi ạ. Lông vũ cực xịn nhé. Con này thì các chú, các bác mà già có tuổi sẽ rất là thích cái mã kiểu như thế này. Con này là một con mà mặc khoác cũng được. Mà anh em mà không thích mặc khoác thì anh em có thể bấm tất cả cái cúc vào. Made in Korea, thương hiệu Vivid. Và chúng ta sẽ đến với con đầu tiên với giá 350. Lông vũ nhé. Và mình nói thật với anh em luôn là, nói thẳng với anh em luôn là không có ai ở trên cái nền tảng YouTube này dám bán phao lông vũ hàng nước 1 với giá như thế này đâu. Anh em cứ đi tất cả các kênh anh em sẽ biết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thương hiệu N2. Con này thì nó không chỉ là một con mà có lớp lông vũ ở giữa, nó còn một lớp trần bông ở phía đằng lưng nữa. Đấy là lý do tại sao mà mình nói với tất cả anh em, con này hàng Hàn Quốc nhá. Đấy là lý do tại sao mà mình nói với tất cả anh em là mấy con này để dành cho cái thời tiết 5-7 độ là rất ok. Form size của N2 này, cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65 thôi nhá. Con này là size S. Cái điểm đẹp nhất của con này đó là cái phần logo ở trước ngực trái như thế này. Ok chứ ạ. Form nào cũng có nhá. S nhà mình có, M có, L có nhá. Dành cho tất cả anh em. N2 với mã là mã C2. Em đợi tí nhá, để mình tắt cái phần checking đi đã. Không thì nó cứ lấy nét vào mắt mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã C3 ngay bây giờ. C3 chúng ta sẽ đến ngay với một cái con cực kỳ đẹp. Con này của thương hiệu Kani Jengcho. Đây là một cái con hàng nội địa của Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ đến với một con lại tiếp tục ở lông vũ. Con này thì nó nửa là phao siêu nhẹ, nửa là phao béo. Cái lô phao đợt này là lô phao cực kỳ đẹp. Chính vì thế nên là cái giá này là cái giá không thể tin được. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-75. Cực kỳ đẹp nhá. Hàng ngon lắm, khóa khiếp, thứ cũng ngon. Và độ mới áo rất là cao nhá. Đến tận thời điểm bây giờ mình còn cập nhật hàng liên tục cho anh em như thế này thì anh em phải hiểu là mình bây giờ mình đang làm việc vì cái đam mê, cái nghề của mình rồi, chứ còn không phải làm việc vì tiền nữa. Mã 4 chúng ta sẽ đến tiếp tục với một cái con của thương hiệu. Chúng ta sẽ có thương hiệu gì? K2, hàng Hàn Quốc ạ. Ấm. Con này thì chấp cả 5 độ luôn. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Mặc dù em mã này 350 lại còn bao ship, bao mở hàng để kiểm tra, còn bao check nữa. Lấy gì ra để mà chê những cái con này. K2 ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Lông vũ siêu xịn nha. Đây này, ở trong cái này nó còn có cả QR các kiểu này. Đẹp dã man luôn. Mã này của chúng ta thì là mã 4, mã 5 ạ. Mã 5, chúng ta sẽ đến với những cái con phao siêu nhẹ của một thương hiệu rất nổi tiếng. Đó là Adidas.
phao lông vũ của Adidas chính hãng. Mã 5. Mình mặc vào form cho anh em xem nhé. Hình như là có 3-4 con Adidas kìa. Đây, 1m65, 1m72, cân nặng 60-75, mặc giúp em mã này. Adidas màu đen. Bọn này nhìn rất đơn giản nhưng lại rất thực dụng và dã chiến. Theo cái kiểu đấy là mùa đông chấp hết luôn. Mặc dù lớp lông vũ bọn này khá mỏng nhé, so với phao béo, nhưng mà 350 cho một con Adidas chính hãng. Mã 5 thì lấy đâu ra. Mã 6. Mã 6 chúng ta sẽ tiếp tục với Adidas. Em chia sẻ thật với mọi người luôn là đợt này là em bán hàng, em bán vì đam mê anh em. Đây, Adidas chính hãng này. Đây, tem trên nó đấy. Đầy đủ hết nhá. Con này lại tiếp tục form size tương tự, 6572, cân nặng 60-70. Cái bọn lông vũ của Adidas như thế này ấy, cực kỳ đắt luôn. 6572, cân nặng 60-70. Thậm chí là khi trời càng lạnh em càng giảm giá cho mọi người săn thoải mái từ giờ đến Tết luôn. Không có một lỗi nào cả nhá. Mã này là mã 6. 7. Tiếp tục bỏ qua Adidas thì chúng ta sẽ đến ngay với Levi. Áo phao lông vũ chính hãng của thương hiệu Levi. Nhìn kỹ giúp em. Cô bẻ nhá. Con này trước bán một con rồi, bây giờ lại có một con giống giống này. 6572, cân nặng 60-75. Chúng ta sẽ chỉ có 30 mã thôi em, nhớ kỹ thôi em nhé. Phao lông vũ của Levi đây nè. Levi's chính hãng. Đây nó đẹp đến như thế nào anh em. Này, tag này, khóa 4 triệu con này. Giờ 350. Mới hơn 90% là đã quá ngon rồi. Đừng đòi hỏi gì nhiều. Anh em cứ nghĩ là 300.000, 350 nó to đấy, chứ còn thực ra là để mà mua một con phao lông vũ chính hãng này là quá rẻ luôn. Tiếp tục. Mã tiếp theo là mã 8, chúng ta sẽ đến với Anion Bay. Một con phao béo đại hàn nhá. 6572, cân nặng 60-75. Cứ mặc đúng form size đấy mặc giúp em nhá. Còn cái hàng này 350 ở đâu có ạ? Anh em đi hết tất cả các cái trang xem là 350 có bao giờ mua được cái con như này, hay là phải bỏ ra tiền triệu mới mua được mấy con như này. Không phải tự nhiên mà nhà em lên đến nút bạc trong vòng 1 năm thôi anh em. 100.000 lượt sắp em phải bán được nhiều như thế nào thì người ta mới theo dõi chứ. Tiếp ạ. Mã tiếp theo là mã 9, chúng ta sẽ đến với một em. Đây, tem tag Hàn Quốc. Con này của Apple Ham à. Từ từ nhá anh em, đợi em tí nhá. À, con này của Westwood, một cái thương hiệu mà trên áo gió rất nhiều. Đây, hàng của Westwood này. 6572, cân nặng 60-75. Anh em trong khoảng size đấy mặc thoải mái giúp em. Còn mấy hôm nữa nó lạnh đến mức độ mà nhiệt độ nó còn, em nghĩ là ở đến mấy cái tỉnh mà ví dụ như là Lào Cai mà cái khu Sapa ấy, thì em nói thật với anh em luôn, nhiệt độ còn có khi còn xuống cả âm ấy. Em đã dự báo với mọi người rồi, đợt này là lạnh, là lạnh muộn. Mà đến khi mà nó lạnh thật thì nó lạnh thấu xương luôn. Mã này của chúng ta sẽ là mã 9, Westwood nhá, chính hãng. Mã 10 ạ. Ui ôi, NBA á. NBA 350. Như một trò đùa. Thế thảo nào bây giờ mình cứ lên như này, thảo nào người ta lại bảo mình lên câu like, câu view đúng không? Bởi vì không thể tin được là một cái con như thế này với giá khoảng 4-5 triệu mà em có thể bán được 350. Đúng là khó tin thật. Em bây giờ em biết lý do tại sao mọi người hay chửi em rồi. Đây, NBA này. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-75. Chửi cũng đúng rồi, Âu cũng đúng. Lên mấy con này lại trả như thế quá. Đây. Mã 10, 11 ạ. 11 chúng ta sẽ đến đấy. Hết NBA, chúng ta sẽ đến với Hammel, hàng của Đan Mạch này. Phao vừa lông vũ nha, có lớp giữ nhiệt nhá. Form đẹp nhá. Đây. 350. 6572, cân nặng 60-70. À 60-75, sorry. 75 mặc tốt luôn. Đẹp chưa? Ấm lắm. Mấy hôm nữa 57 độ ấy, em nói thật với anh em luôn là chẳng có ai dám giữ hàng đâu nha. Rồi em bây giờ em đã đang om một ít để đến cái lúc mà lạnh hẳn như thế thì em sẽ cho mọi người xem
những cái sản phẩm mà từ đầu mùa em mở. Nhưng mà chắc là giá nó cũng sẽ không rẻ nhảy đâu. FLG này với mã 12. Đây, lại tiếp tục là phao Đại Hàn. 1m65, 1m72 và cân nặng 65-75. Mấy con size 100 như này thì người Việt Nam ai mặc được. Và anh em yên tâm nhá, là siêu ấm luôn nhá. Nó không khác gì các bạn cuốn chăn ra đường đâu. Và tất cả đều là chính hãng, thế nó mới chơi. Mã này mã 12 nhá. Đấy là lý do sao mà em bảo là phải chuyển khoản trước ấy. Mấy cái lô bán lỗ như này thì em không thích nó hoàn một tí nào cả. Tiếp tục, Apple L2 với mã 13. Còn bây giờ em chơi là để cho cái gọi là cái số lượng người theo dõi của nhà em được cái là có rất là nhiều người, kiểu 300.000 đối với họ không lớn, thậm chí là rất nhỏ, nhưng có rất nhiều người thì 300.000, 350 đối với họ là rất lớn. Chính vì thế nên em muốn là tất cả mọi khách hàng đến với em, theo dõi em kiểu đủ khoảng thời gian ấy, thì mọi người ai cũng có sản phẩm. Con này tiếp tục 65-72, cân nặng 60-75, mã 13 và tất cả đều hàng lông vũ chính hãng nha. 14 chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Hôm trước còn có bạn inbox cho em, bạn ấy bảo là bạn ấy tích góp cả một năm trời được 350. Bạn ấy bị kiểu gọi là khuyết tật ấy. Thì câu chuyện ấy rất là cảm động. Em có đăng tải trên Facebook của em và em cũng nói luôn là em cũng tặng sản phẩm cho bạn ấy, chứ không có bán gì cả. Đấy, có rất nhiều khách hàng, có phải là ai cũng giàu đâu, cũng có phải là ai cũng nghèo đâu. Nói chung là vô vàn, nhưng mà em muốn ai vào đây cũng có sản phẩm ấy. 1m65, 1m72, cân nặng 60-75 nhé. Thôi bỏ qua câu chuyện đấy đi, câu chuyện này hơi buồn. Chúng ta sẽ đến với Aniquilo chính hãng. Đẹp dã man luôn, 350.000. Như đùa ấy. Đây, 14. Mấy con này anh em phải bỏ ra mấy triệu mới mua được hàng mới đấy. 15 ạ, chúng ta sẽ đến với Order XME. Đây, con này 1m60 đến 1m65 và cân nặng là dưới 65kg này. Nhưng mà ngon lắm. Hàng của Order anh em biết rồi, anh em nhận không biết bao nhiêu con Order rồi đúng không? Đây, nó đẹp như thế này cơ mà. Dã man thật. Đây là mã 15 nhá. Đây, nhìn kỹ rồi em, lông vũ ấy. 16 ạ, chúng ta sẽ chỉ lên dần dần, 30 mã, cứ 30 mã dần dần. 16 chúng ta sẽ đến với một con Instant Buck, hàng xuất Đức này. Đây, rất đẹp nhá. Đây là mã 16. Con này chắc là cũng tầm size S, 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 63kg. Dưới 65 đi ạ, dưới 65 mặc là đẹp. Mới cả cái màu này là một cái màu rất là dễ mặc ấy. Con này củ khóa đâu? Để em thay củ khóa trước khi mà gửi đến tay các bạn nhé. Mất cái củ khóa rồi. Ép kiện ra. Ấm, nóng. Thời điểm này mặc là nóng. Mã này mã 16. 17 đi ạ. 17 chúng ta sẽ đến với Ralph Lauren. Polo Ralph Lauren. Siêu phẩm. Size tiếp. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65. Mặc giúp em. Còn em nói thật với anh em luôn, Ralph Lauren không bao giờ có cái giá này luôn. 3 triệu mua con này còn khó, đừng nói là 350. Đây, Ralph Lauren này, thương hiệu quá nổi luôn. Mà nó ấm lắm anh em. Tiếp đi ạ. Bỏ qua mã, đây là mã bao nhiêu? Đây là 17. 17 ạ, chúng ta còn 13 mã nữa. 18. Chúng ta sẽ đến với Monster. Một cái con phao lông vũ của thương hiệu Mon. Anh em đọc cái này là Moncler hay là Monster đều được hết nhé. Đây, tem ta cái thứ của nó này. Nó sẽ có một cái câu chuyện về một chú chim ở đây. Thật là hay. Cho một con áo kiểu như này. Đây, em mặc cho anh em xem luôn. Ngon lắm. 65-72, cân nặng 65-75. Riêng con này, form con này khá là rộng. Ôi, khóa này bị kẹt à? À không,
Không sao đâu anh. Để em test khóa luôn. Nó có một cái đường rãnh ở trong này này. Nó hay bị kẹp vào cái lớp vải trong này. Em cũng đã nói rất nhiều đến cái trường hợp này. Nên là bọn này chắc phải là lại cả khóa luôn đấy. Để em kéo khóa lên nhá. Nó cứ bị kẹt vào trong này, cay thật. Con này phải là lại rồi anh em ạ. Đây, để em duỗi lại cái này, chỗ này ra xem là kéo khóa nó dễ. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75 nhá, cho mã này 350. Để em kéo lại. Em phải kéo được lên hết em mới cam tâm anh em. Đấy, kéo thẳng cái ra là ok ngay. Chẳng qua là khóa nên hơi kẹt anh em. Anh em về anh em là lại giúp em nhé. Là lại cái phần gọi là cái chui khóa ấy. Tức là cái vải ấy, nó hay bị kẹt vào vải. Thế nên là cái vải đấy nó phải là thẳng ra được. 18 ạ. Lại là lông vũ nhá. 19. Premium Down Ultralight. Chúng ta sẽ đến với một con size 6572, cân nặng 60-70. Siêu nhẹ, nhưng mà lông vũ, lớp lông vũ của con này dày lắm và độ mới rất cao nhá. Đây, con này hàng Nhật nhá. Đây là một cái dòng của bọn Aniquilo ấy. Đây, 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 đây. Hàng của Ani ấy ạ. Ui, ôi ấm. Em nói thật với anh em luôn, mùa đông chỉ cần một con này thôi, không cần nhiều đâu. Mã tiếp theo đi ạ. 20. Chúng ta sẽ đến với K2. 350 một con nha anh em, nhớ kỹ giúp em nhé. 350 chỉ mua được hàng nước 3, nước 4, hàng đuôi thôi. Đây toàn hàng mở kiện, toàn thương hiệu to thôi. K2. Con này thì màu của nó rất là dễ mặc này. Con này màu đỏ đen thì cực kỳ dễ mặc, dòng 800 nhé. Con này em bán chắc phải đến 20 con, 30 con rồi. Đây, 6572, cân nặng 60-75. Vẫn vậy đấy ạ. Còn hàng nhà em đứng top thị trường ấy. Về độ đẹp, đẹp như này thôi mà. Làm sao mà có chuyện nó còn nhỉ? Không thể có chuyện nó còn được. Thực sự đấy ạ. Chị... sắp hết rồi. 20, 21. 21 chúng ta sẽ đến với Columbia. Đấy, hết Aniquilo, Order rồi bây giờ lại Columbia. Toàn mấy con nổi tiếng. Đây, tem Columbia chính hãng này, tem đẹp nhá. Đấy, cái hàng hiệu nó phải thế này chứ anh em. 6572, cân nặng 60-70 nhá. Bởi vì bọn này nó ghi sai số. Sai của nó là chữ số ấy, thế nên là em chỉ cần nhìn số rồi em biết form sai. Nhưng mà cái bọn siêu nhẹ này này thì nó có một cái đặc điểm đấy là nó sẽ mặc gọn hơn là cái bọn phao béo nha anh em nhá. Nhớ kỹ giúp em. Tiếp ạ. Mylet với mã 22. Chúng ta sẽ đến với một em Mylet. Em không biết em bán được bao nhiêu con này rồi. Em chỉ lên thôi anh em, ok thì anh em săn thôi. Đây, lông vũ. Ui. Lông vũ xịn nhỉ. Mới cả nó là hàng chính hãng. 350. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 nhá. Anh em cứ đúng form size mặc giúp em, còn hàng của nhà em là hàng cực kỳ đỉnh luôn. Thị trường không có hàng này là một cái dài cũng không có giá này đâu. 23 chúng ta sẽ đến với GERD. Đây, hàng của GERD, hàng Mỹ. Toàn những con siêu phẩm ấy chứ. Có phải là mấy cái con kiểu hàng như này như kia đâu. Mà em bán vẫn giá rẻ luôn. Em nhìn kỹ giúp em nhé. Đấy. 6572, cân nặng 60-75. Hàng của GERD ạ. Hết GERD rồi lại đến Epulham. Đây, tem chính hãng của nó đây. 24 ạ. 24 chúng ta sẽ đến với Epulham. Chúng ta nhớ kỹ nhé, chúng ta sẽ chỉ có 30 con thôi nhé. Epulham 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. À 60-75 chứ, sorry. Em cứ nhầm với size gió. Size của phao này thì em cứ cộng thêm 5 cân vẫn mặc thoải mái nhá. Đây,
Apple Ham ấy, chính hãng ấy. Đẹp dã man luôn. Bọn này chấp hết mùa đông luôn. Có nóng đến mấy thì có lạnh đến mấy thì một con này với một con áo len thôi là quá đủ rồi. Tiếp ạ. 20 năm chúng ta sẽ đến với Coca Basic. Tên thương hiệu lạ nhỉ. Em xem nào, đây hàng Hàn này. Con này lại hai vạch á. Sao nó làm giống cái Adidas ấy mà lại hai vạch. Đây riêng con này em sẽ để cho anh em giá 2 lít rưỡi này. Nơi xương thì cổ 1m60, 1m65. Lồng vũ xịn lắm. 1m60, 1m65. Hơi lỗi mồm rồi. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg nhé. Đây nó không phải là xước. Nó dính một tí keo ở trên cổ này này. 250. Tiếp 26 chúng ta sẽ đến với Nepa. Cái hàng Ý này thì siêu bền thôi. Nepa Italia. Siêu nhẹ nhé. Dòng 800 Volution. Toàn hàng luxury chứ. 6572 cân nặng 6075. Mặc thoải mái giúp em nhé. Lồng vũ xịn cực kỳ. Hàng Ý thì thôi chấm hết. 26 ạ. 27. Không có lỗi đâu nhá. 27 Polar Ham. Màu này đẹp dã man luôn. Để em mặc vào cho mọi người xem. Đây là màu bã trầu đúng không? 27. Lại tiếp tục vào 6572 cân nặng 60-70 nhá. Là 60-75. Con này mới lắm. Khóa kia ngon lành luôn này. Màu đẹp chưa? Tay điếc mới đẹp. 350 ở đâu có. Chỉ có nhà em có thôi. Bao ship nhá. Em dạo này đang bị ốm. Thế nên là lên clip này nhiều khi lên xong thì tụt huyết áp vậy ạ. Tiếp tục. Mã tiếp theo là mã 28. Chúng ta sẽ đến với DJI United. Con này size em này 6575 là chiều cao. Siêu đỉnh luôn. 6575 là chiều cao. Còn cân nặng là 6575 luôn ạ. Anh em ơi con này nó cổ lông thật đấy. Form con này là form dài nha. Mang tô nha anh em mặc giúp em nhé. Còn em chấp thời tiết nó xuống dưới 10 độ luôn. Mặc đúng con này này. Không ấm em hoàn lại tiền nhé. Tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm luxury. Không có ở đâu có. Em nói thật với anh em như ngày xưa em bán con này giá 550 thì tranh nhau ấy, đừng nói là 350. Mã này 28. 29. 29 chúng ta sẽ đến với GOAT. GOAT Mỹ. Thương hiệu đến từ USA. Chính hãng. Lồng vũ 6572 cân nặng 60-70. 75 mặc ok nhé. Form phao thì cứ cộng 5 cân giúp em. Đẹp chưa? Ấm lắm anh em. Anh em mà biết về cái thương hiệu GOAT này, anh em biết đồng hồ nó cũng đắt. Quần của nó cũng đắt. Áo jacket cũng đắt. Áo phao lông vũ cũng cực đắt luôn. Nhưng mà phải là chính hãng nhỉ, Việt Nam fake nhiều. 30 Adidas này. Chúng ta còn 2 con nữa thôi. Con này thì xước sát nhẹ nhá. Nhưng mà tem tác các thứ vẫn còn ngon. Ai chấp nhận được cái việc chơi xước sát này em sẽ để cho anh em con này. Hàng chính hãng của Adidas mà bây giờ bán 350 cũng đã quá rẻ đúng không? Em sẽ để cho ai mà chơi con này theo cái kiểu chấp nhận được cái việc là nó mới chỉ khoảng 8-5% thôi. Thì chúng ta sẽ có một cái con Adidas với giá là 250 nhá. Em bây giờ em mà giá nào cũng chơi. Nhưng mà riêng nhá, là em đã để giá như thế. Đây, chất liệu của nó này. Klima Wari. Riêng đã là hàng chính hãng, đã bán rẻ như thế thì em không bao quay đầu đâu nhá. Mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái nhá, không bao quay đầu. Không bao đổi trả. Đã như thế rồi còn đổi trả nữa thì quá đáng. Nike 31. 1m60, 1m65 mà cân nặng dưới 65.
Phao của Nike bán 350 đây anh ạ. Phao của Nike chính hãng bán 350 đấy. Bao check chính hãng toàn quốc nhé. Còn em mở tiền tỷ, tiền hàng chắc anh em biết rồi. Nói nhiều câu chuyện đấy nó cũng thành ra không hay. Nói một lần này. 31, 350, 32. 32 là mã cuối nhé. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Feuja. Siêu đẹp rồi. Đây, Feuja. Logo ấy. Hàn Quốc tiếp ạ. 32 là mã cuối, 350. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-75 ạ. Hàng của Feuja nhé, con này đẹp lắm. Anh em mấy hôm nữa, đợi đến mấy hôm nữa khoảng 5-7 độ bắt đầu mới đi tìm sản phẩm ấy thì chết anh em. Cứ phải chơi nhài cho nó sướng này. Ok. Mã cuối nhá. Đã hơn 2 mã so với bình thường rồi đấy ạ. Ok, và mã 32 hàng của Feuja có thêu đằng sau lưng này là con cuối cùng của clip ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh em vào tối nay trên kênh của Cường Nghĩa Thân. Xin chào và gặp lại tất cả mọi người nhé. Bye bye.